Tin bóng đá trưa ngày 14 tháng 12, Real Madrid gây bất ngờ. Ngày 13 tháng 12, Real Madrid đã công bố danh sách đội hình tham dự chung kết Cúp Liên lục địa. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ đến Qatar để tranh tài giải đấu này với tư cách là nhà vô địch Champions League. Họ sẽ bước vào trận đấu chung kết vào ngày 18 tháng 12, gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Pachuca và Al Ahly. Điều đáng chú ý là Real Madrid đã quyết định mang theo tất cả các cầu thủ của mình, bao gồm cả những người đang chấn thương và một số cầu thủ trẻ từ đội Castilla. Dani Carvajal và Eder Militao là những người được thông báo sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải, vẫn có tên trong danh sách. David Alaba, người cũng đang gặp chấn thương, cũng được điền tên. Nếu Real đăng quang, cả Carvajal và Militao đều sẽ được nhận huy chương. Kylian Mbappe, người dính chấn thương đầu gối hồi đầu tuần, cũng sẽ đến Qatar. Thậm chí, tiền đạo người Pháp còn có thể ra sân trong trận đấu nếu quá trình hồi phục diễn ra tốt đẹp. Ronaldo tới Al Hilal, sẵn sàng đấu Messi tại Club World Cup 2025. Vào mùa hè năm sau, Al Hilal sẽ có lần đầu tiên tham dự phiên bản mới của Club World Cup và đội bóng này được xem là đang có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi đặt chân tới xứ sở cờ hoa. Theo đó, đã có những thông tin về việc nhà vô địch Saudi Pro League đang xem xét khả năng kiếp đồng với siêu sao Cristiano Ronaldo, cầu thủ đang thuộc biên chế của đại kinh địch Al Nassr. Tuy nhiên, giám đốc điều hành STV Kandaja đã bác bỏ những tin đồn kể trên. Chia sẻ với Game Sport, ông này cho biết, nghe có vẻ như khoa học viễn tưởng, Ronaldo không phải là cầu thủ của chúng tôi, vì vậy thật khó để bình luận về chuyện này. Cô ấy không phải là cầu thủ tự do hiện tại, nói về điều đó là không thích hợp. Trước đó, một đội bóng khác cũng được liên hệ với cựu sao Real Madrid là Al Ahly, câu lạc bộ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Ai Cập. Thế nhưng, cũng giống với Al Hilal, đại diện của Al Ahly cũng khẳng định không có bất cứ mối quan tâm nào với siêu sao người Bồ Đào Nha. Nóng, Bruno Guimarães đồng ý gia nhập Man City. Theo thông tin từ The Times, Man City đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimarães của Newcastle. Tài năng của cầu thủ người Brazil được huấn luyện viên Pep Guardiola đánh giá rất cao. Trong quá khứ, ông nhiều lần đề xuất Man City chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1997, nhưng nguyện vọng ấy chưa được đáp ứng. Tuy nhiên, ở hoàn cảnh hiện tại, ban lãnh đạo The Citizen nhiều khả năng sẽ dốc hầu bao để chiều theo mong muốn của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. The Times cũng tiết lộ rằng Bruno Guimarães được cho là sẵn sàng gia nhập đội bóng chủ sân Etihad và việc thỏa thuận các điều khoản cá nhân dự kiến sẽ diễn ra thuận lợi. Man City cũng có kế hoạch đưa về ít nhất 4 cầu thủ mới trong 2 kỳ chuyển nhượng tới và con số này có thể lên đến 6 trong trường hợp cần thiết. Nhưng ông chủ The Citizen đang không hài lòng với phong độ và động lực thi đấu của một số cầu thủ kỳ cựu. Điều này thúc đẩy làm mới đội hình. Amorim lên tiếng với tin đồn dẫn dắt Man City. Huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim khẳng định Manchester United là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của ông khi có ý định rời Sporting CP hồi đầu mùa này. Tôi chưa bao giờ có liên hệ với Manchester City, Amorim nói khi được hỏi về những liên hệ với đội chủ sân Etihad trong buổi phỏng vấn trước trận derby Manchester ở vòng 16 Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Manchester United là lựa chọn duy nhất của tôi. Hồi tháng 10, The Guardian đưa tin Manchester City xem Amorim là ứng cử viên tiềm năng để thay thế Pep Guardiola vào năm 2025. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha có mối quan hệ thân thiết với Hugo Viana, người sắp giữ vai trò giám đốc thể thao của Man City thay Siki Begristan. Amorim nhấn mạnh, không có liên quan gì giữa tôi, Manchester City hay Hugo Viana về việc đến Etihad làm việc. Khi tôi biết lời đề nghị từ Manchester United khả thi, tôi đã xác định đó là lựa chọn duy nhất của mình và tôi không quan tâm đến bất kỳ đề nghị nào khác. Amorim sẽ phải đối mặt với thử thách lớn khi cùng Manchester United đến làm khanh trên sân Etihad vào ngày 15 tháng 12. Ngoại hạng Anh vinh danh Andre Onana. Thủ môn Andre Onana của Manchester United đã tạo nên một cột mốc lịch sử khi giành giải thưởng Shape of the Month Premier League tháng 11 năm 2024 nhờ pha cứu thua xuất sắc trước cú sút của Liam Delap trong trận đấu giữa Ipswich Town với Manchester United tại Portman Road. Pha cứu thua này không chỉ giúp Onana giành giải thưởng tháng 11 mà còn đánh dấu lần thứ 3 anh giành danh hiệu Shape of the Month Premier League. Qua đó thiết lập kỷ lục với số lần chiến thắng nhiều nhất đối với một thủ môn kể từ khi giải thưởng này ra đời vào mùa giải 2022-23. Onana vượt qua Nick Pope, Aaron Ramsdale, Robert Sanchez, những thủ môn từng hai lần giành giải thưởng này. Mùa giải 2024-25, Andre Onana đã thể hiện được tài năng và sự xuất sắc vượt trội trong những tình huống cứu thua quan trọng cho Manchester United, giúp đội bóng vững vàng hơn trong cuộc đua tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Amorim ra lệnh cấm thứ 3 ở MU. Theo ESPN, trước thềm trận derby Manchester vào tối ngày 14 tháng 12, Amorim cấm các cầu thủ ăn uống trong phòng thay đồ. Đây là một bước đi táo bạo nhằm đảm bảo các cầu thủ duy trì thể trạng tốt nhất. Ông muốn MU mau chóng đáp ứng chiếc đi bóng đá đòi hỏi thể lực và cường độ cao. Hôm 7 tháng 12, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha tuyên bố:
Bạn có thể sở hữu những cầu thủ giỏi nhất thế giới, nhưng nếu không chạy, họ sẽ không thắng. Chúng tôi phải chạy như những chú chó điên. Nếu không làm điều đó, chiến thắng sẽ chẳng bao giờ đến. Đây chỉ là một trong những quy định mang tính cách mạng mà Amorim đã áp đặt từ khi ngồi ghế nóng tại Old Trafford. Trước đó, ông thiết lập hai lệnh cấm nổi bật. Đầu tiên, Amorim cấm các huấn luyện viên trong đội ngũ kỹ thuật đưa ra những chỉ dẫn phức tạp. Ông cho rằng mọi ý tưởng chiến thuật phải được truyền đạt rõ ràng và xúc tích. Quy tắc này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận từ các cầu thủ, đặc biệt khi đội hình chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Kể đến là việc cấm đi nghỉ mát trong mùa. Tuchel muốn Ben White trở lại tuyển Anh. The Times tiết lộ, huấn luyện viên Thomas Tuchel muốn Ben White kết thúc mọi mâu thuẫn hoặc vấn đề nếu có với đội tuyển Anh và FA để trở lại thi đấu cho hành trình chinh phục tấm vé tham dự World Cup 2026. Theo kết quả bốc thăm, tuyển Anh nằm ở bảng K vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Đối thủ của họ bao gồm Serbia, Albania, Latvia và Andorra. Với việc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu sẽ khởi tranh từ tháng 3 năm 2025, Tuchel sẽ bắt tay ngay vào công việc và bắt đầu lên danh sách đội hình. Kể từ giờ đến đợt tập trung vào tháng 3 năm sau, Tam sư sẽ không hội quân thêm lần nào nữa. Vì vậy, huấn luyện viên Tuchel không muốn bỏ sót ngôi sao nào. Sau khi Gareth Southgate và trợ lý Haaland chia tay Tam sư hậu Euro 2024, FA hy vọng Ben White sẽ suy nghĩ lại. Tuy nhiên, hậu vệ Arsenal vẫn không quyết định trở lại Tam sư và vắng mặt ở cả ba đợt tập trung tháng 9, 10 và 11 vừa qua. Huấn luyện viên Tottenham khiến nội bộ dậy sóng. Trận hòa 1-1 với Rangers tại Europa League hồi giữa tuần khiến cho áp lực lên vai huấn luyện viên Postecoglou ngày càng lớn. Và chiến lược gia người Australia không ngần ngại công kích các học trò của mình. Trong hai bài phỏng vấn liên tiếp sau trận gặp Rangers và trước vòng 16 ở Anh, huấn luyện viên Postecoglou liên tục nhắm vào Timo Werner, sau đó chỉ trích thêm các cầu thủ khác. Telegram cho hay, Werner không phải là nạn nhân duy nhất của cơn thịnh nộ từ Postecoglou. Huấn luyện viên gốc Hy Lạp cũng đã chỉ trích các cầu thủ kỳ cựu của Tottenham, khẳng định ông sẽ không dung thứ cho cái tôi bị tổn thương và những lời bào chữa, đồng thời cảnh báo rằng những ai không đồng tình với triết lý của ông có thể rời khỏi câu lạc bộ ngay trong phiên chợ tháng 1 năm 2025. Các nguồn tin từ Tottenham cho biết, huấn luyện viên Postecoglou sẵn sàng tống khứ những cầu thủ bất mãn ra đi ngay trong tháng tới. Ngoài Werner, các trụ cột khác của đội như Poro cũng có thể bị bán. Tiết lộ làm chấn động bóng đá Đức. Josefa Mokoko bị tố gian lận tuổi và thậm chí nhận người không có huyết thống với mình làm cha để qua mặt đội ngũ tuyển trạch bóng đá Đức. Biên dẫn một báo cáo điều tra của ProSieben cho biết vấn nạn gian dối tuổi tác trong hệ thống đào tạo trẻ của Đức đang gây nhức nhối. Trường hợp của tài năng trẻ Josefa Mokoko là ví dụ điển hình. Trên giấy tờ, Josefa Mokoko sinh ngày 20 tháng 11 năm 2024 tại Yaoundé, Cameroon, có cha là ông Joseph Mokoko. Tuy nhiên, Bịt mới đây dẫn lời ông Joseph Mokoko cho biết: "Cậu ta, Josefa Mokoko, không phải con trai ruột của tôi, cũng không phải con trai của vợ tôi. Cậu ta không sinh ngày 20 tháng 11 năm 2024 tại Yaoundé, Cameroon, mà là ngày 19 tháng 7 năm 2000. Nó được khai sinh trẻ hơn 4 tuổi so với thực tế của mình." Tiết lộ này đang làm rung chuyển bóng đá Đức bởi nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính minh bạch của hệ thống tuyển trạch và đào tạo trẻ nước này. Trên giấy tờ, Josefa Mokoko sinh ra tại Cameroon, nhưng theo bố mẹ di cư sang Đức từ sớm. Anh trưởng thành từ câu lạc bộ đào tạo trẻ của bóng đá Đức, bắt đầu gây chú ý vào năm 2016 khi chơi cho đội trẻ Dortmund.